trận bán kết thứ hai bên nữ giữa hai vận động viên của Malaysia và Natana của Thái Lan. Vận động viên của Malaysia sau Thank you.
bị thua với tỷ số 11-13. Trận đấu tiếp tục bán thứ hai, Natana tung quân của Thái Lan cho bóng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.